shop hội mê xe xin mến chào tất cả các chị và các bạn nhé thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cái nhà chúng ta đó là một cái cặp thùng quà và cái khung để lắp đặt cho dòng xe đặc trưng đó là xe đen 125cc bên ly đó hoặc là những cái dòng tương tự thì anh em ta mình có thể mình tham khảo video để mình canh mình chỉnh cái bát của nó đây cái bát này cả nhà đó có là bốn bát thì thường đã nối vô để anh em ta mình dễ hình dung hơn thì cái đây là cái mẫu thùng uh, zin của honda cd thì anh em ta mình tham khảo nhé cái giá thị trường nó là <laughs> bình thường là bên nhà máy nên giá nó tương đối là nó chỉ bằng tầm khoảng 1 phần ba so với giá thị trường anh em ta mình tham khảo giá tại website hội mình xem com nha đây cái đây là cái thùng của cái thùng zin của honda cd đó anh em ta thấy rõ chưa thì uh, cái mẫu thùng của chúng ta thế này là, là bằng khó bằng khó zin của nó như cái nhà đây này đây, đây là cái thùng cái thùng ở bên trong là sẽ có khóa khi nên chúng ta nhận hàng là có nó được thiết kế lắp bên trong đó. đó. đây là cái mặt hai mặt bền chưa cái phôi zin này phôi là chưa khoan lỗ nha cả nhà thì khi mà anh em ta mình lắp ráp đó, thì mình sẽ phải canh lại cái lỗ này mình khoan lỗ bên đây hai lỗ hai bên này này thì nó có sẵn để mút cho anh em ta mình canh vô đó thì bên nhà máy sẽ không không có khoan cho anh em ta nhé thì hàng zin là để nguyên cho anh em ta mình thích mình canh chỉnh với đây ví dụ như này đó ví dụ như mình canh mình canh là cái thùng nó cao lên một xíu thì mình khoan ở trên xíu hoặc là mình canh nhân thấp xuống tùy vào anh em ta nhà máy thường là sản xuất theo quy mô công nghiệp nên sẽ không nhận bất kỳ một cái đơn hàng cũng như bất kỳ một cái cái nào mà đổ chế riêng theo từng xe đây là sản xuất theo quy mô công nghiệp thì giá thành nó tương đối là thấp rồi nó sẽ tốt cho nên em ta mình tự mình gắn mình tự mình thiết kế tại nhà thì nó đơn giản nó có bốn cái bát này cả nhà bốn cái bát đây là có nên ta nên ta mình canh mình chỉnh là cũng đơn giản thôi rồi. đó thì anh em ta mình ở xa hoặc là mình muốn tiết kiệm chi phí gì đó thì mình có thể mình lắp đặt trực tiếp rất là đơn giản đây là kích thước của nó này đây là chiều rộng của cái hộp đây là 15 cm chiều cao của cái hộp là 23 cm và cái chiều dài chiều dài của cái hộp là 40 cm nha anh em đó thì cái đây nó có ví dụ như anh em ta mình đặt hàng thì cái phôi cái phôi riêng này thì bình thường đa số sản xuất những phôi riêng để phân phối cho anh em ta mình thay hết trực tiếp tại nhà cái phôi của nó là 1 triệu 250 nghìn đồng còn cái khung nữa thì cái khung thì cái giá của cái khung là bình thường chưa niêm yết giá thì anh em ta mình tham khảo tại website chắc tầm khoảng hai hôm ba hôm nữa sẽ có cái giá giá mà giá tại nhà máy cho anh em ta mình tham khảo đó thì thường sẽ để đường link bên dưới video nhé còn hiện tại là bình thường đang sản xuất phôi để phân phối cho anh em ta còn cái khung này đây không bao quanh cái, cái, cái phôi này anh em thấy rõ chưa đây là cái phôi cái thùng không gọi là cái phôi còn cái bộ khung và cái bộ thùng gọi là cặp thùng không anh em ta mình lưu ý nhé thì mình tham khảo giá trực tiếp tại website hội mi xem con đó. đó. thì cái bác nó này inox này anh em ta anh em thấy rõ bằng inox bốn cây nóc nối vào nhau thì anh ta mình canh mình chỉnh trực tiếp vô cái xe của chúng ta thì nó cũng đơn giản này đó thì uh, như anh em ta được biết uh, thì nếu anh em ta mình tham gia những cái hội mà thùng dinh xe đen 125 thì giá nó tầm khoảng 10 triệu, 11 triệu. Đó nó có bộ khung. Còn anh em ta mình đặt hàng tại nhà máy thì mình phải canh chỉnh ở nhà. Đó, mình, uh, mình mua trên mạng cũng vậy thôi. Mình mua ở những nơi 10 triệu, 11 triệu thì uh, về cũng phải canh chỉnh lại. Còn cái đây là cái có cái khung sẵn này. Một cặp khung sẵn rồi một cặp thông. Anh em ta mình về mình canh mình chỉnh mình khoan lỗ đây. Có bát có đèn cao sâu mấy đây dễ thì cái này cũng đơn giản anh em ta mình chịu khó xíu đó thì dành cho có giá thì giá nó có dành cho những thợ thầy thì giá nó cũng có rồi giá bán lẻ thì nó cũng có rồi giá bán thô lô thì cũng có đó anh em ta mình tham khảo giá nhé ok chưa đó bóng ba mấy em rồi thích đội ok cho cả nhà đó cái đây là khó đó khó của nó thì nóc rất là đẹp rất là sáng ha. đó bấm kịch kịch vô nhìn ngon hấp dẫn đó, hấp dẫn cả nhà. Đó. Phôi thùng khá là đẹp hoàng mỹ cho anh em ta luôn. Rồi thì xin cảm ơn tất cả anh chị bạn ta đã theo dõi video nhé Thì hẹn gặp lại cả nhà chúng ta ở video chia sẻ tiếp theo nha. Đó, bên trong nó như này. Đó, ok. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.